Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Lạy Chúa con là lính trần ngoài, vì xa thành phố xa quá nên đến nay ngôi hai trời xuống, ánh sao lung linh muôn màu, còn hòa trao soi khuyên đâu. Lạy Chúa con là thiếu phù miền, chồng con vì nước nên đã ra đi, hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua xuân sang hè, còn đợi tàn đông mới tin. Sẽ không trông nên tùng nên vẫn nghe từ lớp trai đi, cho ngày mai vẫn đi, đêm nay người xuống xin đem nguồn vui tới những đôi môi lành đã lâu. Chúa con còn lứa tuổi học sinh, vì cha là lính con thiết tha. Vâng, hôm nay bên em làm một cái video để thông báo đến các bác mọi miền tổ quốc là hôm nay bên em sẽ là xả kho những cái dòng loa JBL K82 bass 30 mà bên em đã nhập bên phía Trung Quốc. Đây là dòng loa JBL K82 đã qua sử dụng. Và chất lượng thì còn nguyên zin ạ. Hàng còn nguyên zin. Vâng ạ, hàng còn nguyên zin, chưa can thiệp gì về sửa chữa đâu ạ. Vâng, đây là hàng bãi của Trung Quốc. Bên em bán rất là nhiều và chất âm cực kỳ là tuyệt. Vâng, thị trường các bác mà đã mua những đôi la JBL K82 mà bãi Trung Quốc ở bên em đánh giá rất là tốt. Vâng, nó nằm một đôi la JBL K82. Vâng, và bên em đi kèm với một bộ dàn karaoke mà bên em cũng xả kho luôn ạ. Vâng, một cái âm ly Jaguar Su Răng mã là Pro 1506KM. Đây là dòng sản xuất tại Trung Quốc. Và đây là những cái dòng công nghệ của Jaguar Su Răng sản xuất tại Trung Quốc. Và đặc biệt cái dòng này được tích hợp Bluetooth ạ. Tích hợp Bluetooth và công suất khá là khỏe đấy ạ. Với một âm ly như thế hệ mới như thế này thì các bác có thể kéo được 2 đôi la JBL K82. Được 2 đôi luôn ạ, vâng, rất là khỏe. Và tích hợp Bluetooth thì đây là cái giao diện phía Trung Quốc đã thiết kế cho cái âm ly thế hệ mới của Jaguar Su Răng Mazda Pro 1506KM. Đặc biệt dòng này là có 4 kênh và chở kháng đánh xuống được 4 ôm, rất là bền. Giao diện thì rất là đẹp. Giao diện rất là đẹp. Đây là dòng âm ly thế hệ mới. Vâng, đấy là hai sản phẩm mà bên em cũng cấu thành một bộ dàn karaoke luôn ạ. Vâng, với bộ dàn như thế này nó khoảng tầm 7,7 triệu thôi ạ. 7,7 triệu cùng một đôi loa JBL KI82 và một cái âm ly Jaguar Su Răng Pro 1506 thế hệ mới của Trung Quốc. Vâng, mới bộ dàn như thế này thì cũng khá là quá là tuyệt vời rồi ạ. Vâng, mới không gian khoảng tầm 30-35m² thì mới bộ dàn những siêu rẻ như thế này thì đánh rất là hay, rất là tuyệt vời, chất âm rất là trung thực. Các bác nghe đấy ạ, vâng, bên em chỉ quay bằng điện thoại đấy ạ, nhưng chất âm cực kỳ là hay. Bên em ở ngoài còn nghe còn hay hơn rất là nhiều. Cho người đầu tiên chết ưu yên tâm
Vâng, em xả kho các bác nhé, xả kho đấy ạ. Vâng, hãy nhanh tay đi ạ. Vâng, bên em không có nhiều đâu ạ, số lượng cũng có hạn thôi ạ. Vâng, các bác nhìn cái giao diện cái âm ly Jaguar Suzuki thế hệ mới này các bác thấy đẹp không ạ? Vâng, quá đẹp luôn. Vâng, các bác chờ nhạc chút xíu. Vâng, em đây là một bộ dàn mà bên em cũng muốn xả kho cho các bác để các bác sở hữu một cách tiết kiệm chi phí rất là lớn. Đây, dòng này là tích hợp Bluetooth rất là tiện lợi cho chúng ta thời đại công nghệ số mà điện thoại thông minh rất là nhiều, chúng ta nghe không dây rất là tiện. Em sẽ test một đoạn nhạc karaoke để chúng ta cùng đánh giá nhé. Vâng, cái bộ xả kho này bên em có tuyệt vời hay không ạ? Vâng, sau đây em bên em sẽ test một đoạn nhạc karaoke với bài Lại Nhớ Yêu của Đan Nguyên với cái cấu hình mà bên em xả kho của một cái âm ly Jaguar Suzuki Pro 1506 KM thế hệ mới và một cái đôi loa JBL KA82330. Vâng, đây là tất cả những dòng này là bên em hàng xả kho. Đô la JBL đây là hàng bãi Trung Quốc và cái âm ly Jaguar Suzuki là cũng là hàng đã qua sử dụng ạ. Vâng, nhưng rất là mới, toàn bộ công nghệ mới ạ. Vâng, chúng ta cùng lắng nghe ạ. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng anh. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, còn bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không say thì xin em nhớ cho rằng em hiên nhiên chiếc ngựa hồ này. Vâng, bên em cũng vừa test một đoạn nhạc karaoke với bộ dàn em xả kho siêu rẻ mà siêu chất lượng. Vâng, đánh giá tính chất âm rất là tuyệt vời và hát karaoke cũng cực kỳ là ngọt ngào. Vâng, vẫn là muốn sở hữu một bộ dàn karaoke siêu rẻ mà bên Zika Audio xả kho thì các bác hãy để lại số tại trên kênh YouTube Zika Audio nhé. Vâng, bên em sẽ cập nhật tin tức và cập nhật số điện thoại của các bác liên tục ạ. Vâng, các bác hãy comment ở trên kênh, ở trên từng video một. Vâng, một lần nữa thì Zika Audio xin phép được dừng video và Zika Audio cảm ơn tất cả các bác khách hàng đã tin tưởng Zika Audio suốt thời gian vừa qua. Vâng, tôi cùng chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.